Theo kế hoạch, ngày 10 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử bị cáo Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh về tội lừa dối khách hàng với khung hình phạt tiền từ 100 đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm. Cùng hầu tòa có 6 người bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Nguyễn Duy Uyển, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng, Hà Đông, Vương Đăng Quân, cựu Phó Chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông, và các cán bộ Mai Quang Bài, Bùi Văn Bằng, Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Văn Năm. Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng chỉ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây, nay là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội không quyết định điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 dự án. Công ty BIMAS được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án CT6 Kiến Hưng theo quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500. Nhưng từ tháng 10 năm 2010, ông Lê Thanh Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng, vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã được phê duyệt. Đến tháng 11 năm 2012, công trình hoàn thành. Từ tháng 1 năm 2013, bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống. Cáo trạng nêu, ông Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kết quả điều tra xác định, ông Lê Thanh Thản đã bán 488 căn hộ cho 488 khách hàng không được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, sổ đỏ, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 481 tỷ đồng, cũng chính là số tiền gây thiệt hại. Trong vụ án, cơ quan công tố xác định có hàng loạt cán bộ Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng, Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông đã làm ngơ cho ông Lê Thanh Thản, tự ý điều chỉnh khi xây dựng dự án trên.